Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến kênh của mình, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với mọi người, đường dẫn cho anh em cái cách có thể chơi được con tài xỉu đồ hũ này bằng một công thức nó rất là đơn giản đấy, và cũng không kém hiệu quả nhá. Hôm nay thì mình sẽ phát cái số 45M vào để hướng dẫn anh em đánh bằng cái bút cầu bằng anh em ạ. Đấy, hay gọi, nhiều anh em còn gọi là cái cầu đen trắng đấy. Ok, thì với công thức này mình sẽ đánh kiểu gì đây đúng không? Mình sẽ vào và nhìn những con đen, những con trắng ở dưới này. Đấy, đen là tài mà trắng là xỉu nhá. Anh em sẽ nhìn dưới này để nhìn ra được là nó đang ra cầu kèo thể loại như thế nào. Đấy, sau khi mà nhìn ra được cầu kèo nó chạy thể loại như thế nào thì mình sẽ vào bắt cầu thôi. Ok chưa? Mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để tối ưu cái số vốn của em nhé. Anh em có thể lãi lời một cách dễ dàng nhất được. Mà nếu anh em gặp cầu khó, anh em gặp cầu gọi là chắc chắn phải chết ý, thì mình lại sẽ hướng dẫn anh em làm sao để chết ít nhất có thể, được chưa? Đấy, thì tất nhiên là không phải khi nào mà một cái công thức nào đấy cũng ăn 100% được. Nhiều khi là gặp những cái cầu kèm nó không theo ý thích của mình, không theo ý nghĩ của mình. Đấy, bình thường ví dụ như kiểu là cái cầu này, nó ví dụ nhá là nó đang phải ra cầu 1-3 chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà nó lại ra cầu khác, nó lại ra những loại cầu khác mà mình không thể nào mình đoán được. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để có thể gỡ gạc lại, có thể là lỗ một cách ít nhất được. Còn nếu mà cầu kéo đã đen rồi thì bảo là lãi thì cũng có thể thôi, nhưng mà rất là khó anh em ạ. Đấy, nói chung là mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để tối ưu số vốn anh em nhất có thể nhá. Ok, và ở đây ngay con này mình đánh chắc chắn là mình sẽ đánh to, tại vì ở đây nhá, anh em thấy không, nó ra một con tà, hai con xỉu, lại một con tà, một con xỉu. Anh em thấy ở đây là nó đang ra thế này thì tỷ lệ lớn nhất là nó sẽ ra cầu gì không? Nó sẽ ra là cầu 1212 anh em ạ. Tỷ lệ lớn nhất là nó sẽ ra là cầu 1212 nhá. Đấy này, con tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ ăn một con xỉu là 90%. 90% luôn đây anh em ạ, không phải là nhỏ đâu. Đấy, đây là cái tay này 2M, 3M con đi, đánh hơn nửa vốn luôn anh em ạ. Tại vì nay thực sự cái số 45M này thì cũng không phải là cái số vốn quá là lớn đối với mình. Đấy, nó không phải là quá nhỏ nhá. Quá nhỏ đối với mình cũng chỉ tầm khoảng là 300k chắc là quá nhỏ. Nhưng mà cái số 45M này thì cũng không phải quá lớn, tại vì bình thường mình cũng hay đánh bằng cái số là vài chục M mà. Đấy, nay đây cái số 45M này thì mình đánh có thể là vào 3M với cả 2-3M là rất là bình thường thôi. Đây bình thường anh em xem mình đánh cái số 43-45M đúng không? Mình đánh 2-30M mà mình còn không nhăn mặt một cái, đừng có nói là đánh 2-3M anh em ạ. Ok, rồi quá ngon luôn đúng không? Cầu 1212 mà anh em cứ nhớ thế này cho mình, là cái cầu 1212 anh em đánh ấy thì cái con có tỷ lệ ăn cao nhất là con thứ 6 của cầu 1212 này, thấy chưa? Con thứ 6 là con nào? 1 2 3 4 5 6, chính là cái con vừa rồi mình vừa đánh đấy, 90% tỷ lệ ăn, phang luôn 3M, thấy chưa? Đơn giản nhẹ nhàng húp luôn, ok chưa? Rồi đến như tay tiếp theo thì mình cứ đánh theo cầu thôi. Mà mình đánh 850k này thì mình thấy là còn hơi to đấy, nếu mà so với cái số 4 là 5M đúng không? So với cái số 5M thì mình đánh gần 1M này là coi như là loanh quanh gần 1/5 vốn rồi. Đấy, gần 20% số 4 của mình rồi, có phải là nhỏ đâu anh em. Không nhỏ thế nào nhá, kệ, đánh theo cầu và mình sẽ đánh loanh quanh tầm 10% vốn, cứ trên dưới 10% vốn anh em ạ, thế là hợp lý rồi, thấy chưa? Quá ngon luôn, quá là hợp lý luôn đấy anh em. Đấy, rồi nhá. Hay à, 6:30 rồi anh em ạ. Giờ 6:30 nay là mình quay sớm cho anh một chút. Tí nữa gọi là đi đu đưa tí. Ok, rồi. Cái con này thì mình sẽ đánh tiếp là một con xỉu thôi. Khi nào mà cầu gãy thì mình sẽ tính sau. Ok chưa? Cầu gãy thì mình sẽ tính sau này. Con này 657k. Đấy, 657k này. Cái con này thì mình cứ đánh loanh quanh 10% vốn, có thể là cao hơn, có thể là thấp hơn. Đấy, nhưng mà anh em đừng có cao hơn nhiều quá nhé, thấp hơn thì được. Nhưng mà anh em đừng cao nhiều quá, ví dụ như kiểu mình hướng dẫn anh em đánh loanh quanh 10% vốn, tức là 1/10 vốn đúng không? Anh em lại đánh nửa vốn với cả all in thì chết dở đấy anh em ạ. Đấy, tại vì con này là con trâu cầu thôi, tỷ lệ ăn của nó cũng không được quá là cao đâu. Đấy, đâu đấy chỉ là 55-60-65% tỷ lệ ăn, cùng lắm là 70% tỷ lệ ăn thôi. Đấy, nói chung là nó cũng không phải quá là cao, nên là anh em đánh thì em cân nhắc nhá, đừng có nên đánh lớn quá làm cái gì cả. Đấy, đánh lớn quá thì nhiều khi anh em sẽ bị lỗ mất anh em ạ. Ok, rồi 53-531 húp. Ok chưa, tín chưa anh em? Ok nhá, quá là ngon luôn anh em ạ. Đấy, cứ đánh loanh quanh thế này thôi, cứ đánh thế này, thế là có lãi. Lãi không những là gọi là không những là lãi đúng không, mà lãi còn rất là to luôn. Đấy, mình đánh từ 5M lên hơn 9M rồi, thế là quá ok anh em ạ. Xác định tầm này thì cứ đánh theo cầu thôi, cứ đánh vài trăm ca đánh theo cầu. Vài trăm ca thế này cũng có phải là con số nhỏ đâu anh em. Vài trăm ca so với 5M cũng phải là con số nhỏ nhá, so với vài chục M thì nó là con số nhỏ đúng không? Nhưng mà so với con 5M vốn ban đầu của mình thì nó là bình thường anh em ạ.
Ok, rồi con này thì mình sẽ đánh thế này đi, gần 500k nhá. Nhìn đánh thế này cho nó gọi là tròn 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 số 4 một chút. Đấy, nếu mình gãy đúng không? Thì nó xuống 7M8 nhìn cho đỡ, nó đỡ ngứa mắt anh em ạ. Ok, rồi 481k này, cứ thế đánh theo cầu thôi. Đấy, anh em đánh thì thế này là hợp lý rồi. Gọi là anh em nếu mà muốn thích ấy, thì anh em có thể đi đều vốn ở những cái tay như này. Ví dụ như ở cái tay đầu mình đánh hơn 800k hay là 900k gì đấy đúng không? Thì anh em có thể là đánh đều vốn 800k cứ thế mà đi vốn như thế thôi. Đấy, còn mình thì đánh thế này thôi, không đánh đều vốn anh em nhá. Rồi, đánh thì mình sẽ đánh càng những tay sau, mình sẽ đánh càng nhỏ anh em ạ. Tại vì cầu kèo mà chạy càng dài thì lệ ăn của nó lại càng ngày càng thấp. Nên là mình đánh gọi là những cái tay sau mình đánh càng ngày càng nhỏ hợp lý rồi. Còn không thì mình đánh đều vốn cũng được. Đấy, một trong hai cách đánh đấy đều được nhá. Chứ không nên là cái tay trước mình đánh 500k, cái tay sau mình đánh 1M, tay sau nữa mình đánh 2M. Thế lúc đấy chỉ có lỗ thôi, không có lãi đâu anh em ạ. Tại vì kiểu gì kiểu cũng có một đến một tay nào để nó gãy mà. Không thể nào mà nó lại chạy theo cầu mãi ở đâu. Ok chưa? Rồi, cái con tiếp theo chắc là mình sẽ đánh trong cầu 1-1 nhá. 1-1 à. Nhưng mà đang lãi này thực ra là mình cũng không muốn đánh lớn cho lắm. Ok, không muốn đánh là 3-4M, 2-3M, 4M đúng không? Thì nó hơi gắt. Đấy, thôi được rồi. Con này thì chắc là mình đánh 800k thôi. Ăn được thì quá ngon. Còn không ăn được thì vẫn hút nhẹ là 3M đúng không? Ăn được thì coi như là x đôi vốn rồi. Đấy, gần như x đôi vốn. Chưa x đôi được nhưng mà cũng gần rồi anh em ạ. Còn không ăn được thì thôi. Coi như là lãi 3M cũng là ngọt nước rồi. Ok, cái con này xem nó ra cầu 1-1 hay không này. 2-6-1 ra cầu 1-1 đẹp anh em ạ. Ok nhá, thôi kệ, đằng nào con này thì mình gọi là theo cái chủ nghĩa an toàn là chính. Bây giờ mà mình đánh mà gãy một phát thì thôi, gọi là nếu mà cầu 1-1 này này mà cái con đằng sau nếu mà mình gãy đúng không, mình mà gãy cầu 1-1 này, tức là ở đây nó không ra một con xỉu mà nó ra một con tài. Đấy, đúng không? Thì ở đằng sau nếu mà nó có tỷ lệ ăn là 90-95% bằng với cầu 1-1 cái con vừa rồi mình đánh ấy, thì ok, mình có thể đánh to con này cho anh em được. Tại vì con đằng sau mình có thể gỡ gạc lại được. Nhưng mà đằng này, con này nếu mà mình gãy nhá, nói thật với anh em, nếu mà cái con này mà mình gãy sang một cái cầu khác ấy, không phải cầu 1-1, thì mình không thể nào mà mình bắt được cái con khác có tỷ lệ ăn cao đâu. Tỷ lệ ăn của mình sẽ lẹt đẹt đâu đấy tầm khoảng 70-75% gì đấy thôi. Không thể nào mà gỡ gạc lại được đâu anh em ạ. Đấy là mình không liều. Con sau nếu mà nó có tỷ lệ ăn cao đâu, nếu mà mình gãy nó có tỷ lệ ăn cao ấy, thì ok, mình có thể liều được. Đấy, mình có thể all in được luôn. Ok chưa? Nhưng mà nó không có tỷ lệ ăn cao đúng không? Mình không có một con để mình có thể gỡ gạc nếu mà mình gãy được thì thôi. Bận gì mà mình phải liều. Lại như thế là quá ngon rồi nhá. Ok, thế thôi, đây thôi. Anh em có câu hỏi gì nữa hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ đem video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Này, x đôi vốn như này là quá ngon rồi đúng không anh em? Ok, bye bye. Theo lại mọi người ở cái lần sau.